Bùi Hưu bất ngờ thống trị top thịnh hành, chạy ngay đi mất tích bí ẩn khỏi vị trí số 1. Một cuộc đảo chính bất ngờ đã diễn ra trên mặt trận YouTube. Ra mắt vào đúng 0 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 vừa qua, Bùi Hưu là sản phẩm mới nhất của Bích Phương sau gần 10 tháng vắng bóng trên mặt trận Vpop. Khác hẳn với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính thường thấy gắn liền với dòng nhạc ballad quen thuộc, Bùi Hưu là một bản nhạc pop pha trộn nhiều màu sắc hiện đại phối hợp với những yếu tố của âm nhạc truyền thống. Cùng với đó, hình tượng mới có phần ma mị, quyến rũ của giọng ca đất mỏ cũng là điểm nhấn ấn tượng. Chính vì vậy mà dù ra mắt cùng lúc với bom tấn chạy ngay đi của Sơn Tùng MTP, Bùi Hưu vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm từ dư luận và có phần nhỉnh lời khen từ công chúng yêu nhạc hơn. Có lẽ nhờ đó mà MV này cũng nhanh chóng gặt hái được khá nhiều thành tích khủng như cán mốc 1 triệu lượt xem sau hơn 10 tiếng. Tính đến 17 giờ cùng ngày đã vượt qua 3 triệu lượt xem và đứng thứ 2 top thịnh hành chỉ sau chạy ngay đi. Sau 24 giờ phát hành, Bùi Hưu đã cán mốc 5,3 triệu lượt xem, đồng thời vẫn rượt sát nút Sơn Tùng MTP trên top thịnh hành. Đến 10 giờ sáng 14 tháng 5, MV này đạt 9,6 triệu lượt xem và bất ngờ vươn lên thống trị top trending tại Việt Nam. Thành tích này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng, thậm chí có người ví von, đây là một cuộc đảo chính ấn tượng. Cứ ngỡ Bùi Hưu lên vị trí số 1 thì chạy ngay đi sẽ ngậm ngùi lùi về sau. Thế nhưng hiện tại, MV của giọng ca gốc Thái Bình đã biến mất khỏi top thịnh hành. Việc mất tích bí ẩn này khiến fan của Sơn Tùng và công chúng không khỏi hoang mang. Có thể thấy, việc tái xuất cùng lúc với Sơn Tùng tưởng như là một quyết định táo bạo của Bích Phương. Nhưng với những gì Bùi Hưu đang làm được, người hâm mộ đã có thể yên lòng. Thank you.